Đây bà con mình xếp hàng rất là trật tự nha. Mặc dù đông nhưng mà đâu đó cũng như là một cái tổ chức mà đã được quen thuộc từ trước rồi, nên nên bà con mình đâu đó là vô rất là khớp. Vợ chồng chị đâu rồi? Dạ chết rồi. Chết bao lâu rồi? Dạ được năm mấy ngày. Lúc con bị nước sôi nó phỏng về có đau không? Dạ đau. Dạ. Trong cái con bị đây lâu chưa? Đau một kỳ người thôi. Con thay tã cho mẹ luôn hả? Dạ đúng rồi. Thay quần áo cho mẹ luôn. Dạ. Rồi con có sức đâu mà con bợ mẹ được con thay? Ghi mẹ bay bóng con đỏ chả ra người cũng ra con mẹ con. Chị có nghĩ tới một ngày đó mình phải ra đi được con mình ở lại không? Dạ có anh. Em sợ lắm, con em nó khóc hoài. Nói mẹ cố gắng sống, mẹ làm hồ với con đi bán vé số. Con dắt mẹ đi, con không cho mẹ đi làm hồ nữa. Giờ sức khỏe mẹ con không có đó. Rồi nếu mà trường hợp mà con không còn mẹ nữa là sao? Con sẽ làm gì? Mồ côi. Con mồ côi. Nhưng mà con sẽ đi làm cái gì? Không làm gì hết. Con sẽ đi ở với ai? Không có ai nuôi con không? Có mẹ nuôi con thôi. Trung xin chào cả nhà. Hôm nay Trung nhận được một cuộc gọi của một bệnh nhân. Một bệnh nhân tức là ở gần đó quý vị nha, ở gần của cái bệnh nhân mà Trung cần quay video đấy. Thì cái trường hợp này là một đứa bé còn khá là nhỏ tuổi, tầm cỡ 10 12 tuổi thôi, nhưng là nuôi một người mẹ. Và được biết là gia đình cũng đơn cô, cũng không còn ai người thân nào khác nữa. Trung được nhận được tin này thì câu đó khá là đặc biệt, bởi vì là một đứa bé trai mà nuôi một người mẹ nữa thì đó là một trường hợp nó hơi bị hiếm. Và việc mà những cái sinh hoạt giống như là thay tã hay là tắm rửa cho người mẹ thì thật ra mà nói là một đứa con phải có hiếu và có tấm lòng thương mẹ biết bao nhiêu mới có thể làm được việc đó. Và đồng thời Trung cũng thăm một cái bếp ăn từ thiện nữa. Cũng thường xuyên cái hoạt động cơm cho những bệnh nhân và phát cơm cho đứa bé đó nữa quý vị, để đứa bé nó có cơm mới nuôi mẹ nó, bởi vì là nằm bệnh viện cả thời gian lâu rồi mà không có tiền để sinh hoạt quý vị ha. Bây giờ thì cũng gần tới bệnh viện quý vị, hình như là đứa bé đang đứng phía trước kìa, hình như là như nó thì phải. Alo, con đang đứng hả? Đang đứng không? Rồi ok, đợi chút. Rồi, ngay xuống hả? Đợi chú kiếm chỗ đậu xe cái. Đậu xe hả? Xe cậu hả? Đâu con? Biết chỗ không ta? Nhỏ nó bị đớt, nói chuyện nghe hài hước quá đi. Khoan, đi chung qua cái đậu xe cái. Dạ. Con đi vô cổng này hả? Dạ, cổng này đúng rồi. Đưa thẻ vô được không con? Anh ơi cho hỏi thăm cái em vô từ thiện á. Không biết dạ đúng rồi, không biết chạy xe vô được không hay là đậu xe bên ngoài ha? Từ thiện bên gì? Bên kênh YouTube cho anh Trung á. Khỏe không? Dạ khỏe. Đúng rồi nè. Mẹ nó nằm bệnh bị bệnh đó, con mình thấy nó luôn. Những cái chuyện cuối cấp, mình ra xe qua đây đi em nói chuyện. Dạ. 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 Con đi học không? Dạ không. Con nghỉ học lâu chưa? Dạ không, nghỉ học không biết học luôn. Còn nhỏ giờ không học luôn hả? Dạ. Sao không học đi? Con không biết, ba chớ con không học. Mẹ
con bận vậy con nuôi mẹ con. Con làm gì nuôi mẹ con? Con bán chỗ. Rồi bán chỗ rồi ai con chịu nuôi mẹ con mua cơm cho mẹ ăn. À, dạ. Bán được một ngày bao nhiêu tờ? 100 tròn. Rồi nuôi mẹ con. Dạ. Hôm nay con có đi bán không? Dạ không, đi bán rồi xuống rồi con nuôi mẹ con rồi. Dạ, hôm nay ở nhà mới hả? Dạ. Ở nhà nuôi mẹ đúng không? Dạ. Con nuôi mẹ con ai con kêu nuôi mẹ con. Ờ. Dạ. Bữa giờ phỏng có xôi hả? Dạ nha chú. Tôi chùa dài sao phỏng gì con? Dạ bãi bình thủy chú ơi. Làm gì? Bãi bình thủy. Bể bình thủy hả? Dạ. Rồi nó phỏng luôn. Dạ. Rồi có nhập viện không? Dạ không, con người cho con gì mua thuốc con uống vô. Ừ. Dạ. Rồi có bị hành sốt không con? Dạ không. Có ra không mà chú? Ủa nghe nó 10 giờ là con xin cơm ở đâu? Dạ nghe nè chú. Ở đây hả? Dạ, con ngõm người Thiện á. Có cơm người Thiện đó chú. À đứng đây xin cơm đúng không? Dạ, bên kia chú. Bên kia? Dạ. Là mình ra ngoài hay là mình vô trong? Vô trong xếp hàng. Vô trong xếp hàng đi. Dạ. Ra ngoài. À, là mình cũng phải vô trong đúng không? Dạ. À. Em anh vô trong tí nha. Vô ra. Hàng kia chưa nghe chú. Chúng là xếp hàng đây hả? Dạ. Xếp hàng người Thiện. Vậy là 10 giờ là xếp hàng phải không? Dạ. Xếp hàng cuối kỳ ngày có cơm á. Mình gáy. Trước khi vô này là đều xin phép cái gì nha. Xin phép bên phòng công tác xã hội rồi xin phép bên khoa nữa. Mấy ngày nữa nha. Ờ. Dạ chào. Chào cô. Dạ. Hôm nay chị thấy thế nào rồi? Dạ em còn mệt lắm anh. Dạ? Em còn mệt. Còn mệt à? Dạ. À, tính ra hôm nay là chị ở bao lâu rồi? Dạ 3 tháng rồi. 3 tháng ở đây luôn hả? Em vô đây 3 tháng rồi. Dạ. Vô đây 3 tháng rồi. Dạ. Dạ. Rồi 3 tháng rồi ai nuôi chị? Dạ con em. Một mình nhỏ nuôi hả? Dạ. Vệ sinh gì con... Có ai vô thay nó không? Dạ không. Vậy là nó làm hết tất cả mình, nó từ vệ sinh, ăn uống. Dạ. nó lo hết luôn. Dạ. Ôi chú cha, ông mới chỉ có 12 tuổi phải không? Dạ. 12 tuổi biết làm mọi thứ rồi. Dạ. Chị nói là chị bệnh gì? Em bị mỗi lần thì em nhập viện vì tiểu đường với bị cổ. Bây giờ xây coi như lần thứ hai. Bị ép xe mũ mà hổ sau lưng em. Rồi giờ thêm lần thứ ba này nữa là em nằm liệt giường. Dạ. Em sẽ chuyển không được. Em ở nhà trọ. Ở trọ hả? Nhưng mà ở trọ hôm nay chắc bỏ không luôn rồi phải không? Dạ bỏ, đóng cửa là. Ừ. Rồi hôm nay rồi tiền đâu mình sinh hoạt? Dạ em không có tiền rồi. Sớm cũng như con em nó đi xin vài 30 ngàn. Con là đứa nào? Dạ đây nè anh. Thằng nhỏ nó sinh luôn hả? Dạ nó đi sinh trong cầu thang. Sinh là sinh ở đâu? Nó sinh vòng vòng mấy người trong cầu thang. À trong ở đây? Dạ. Đi sinh là chút một chút về luôn. Dạ. Dạ. Rồi sinh mua tả. Như cái tả này là nó cũng mua hay sao? Dạ nó sinh rồi nó mua. Dạ. Cái anh cho bán cơm á, anh cho. Dạ. Nước uống này kia, yến này kia anh cho. Rồi chồng chị đâu rồi? Dạ chết. Chết bao lâu rồi? Dạ được năm mấy ngày. Chồng em đi làm về nó tắm đột quỵ mất. Dạ. Lúc chồng chị làm gì chị hả? Dạ anh đi chạy xe ôm. Còn trước đó chị làm gì? Em đi làm hồ. Ừ. Chị còn đứa con rồi nữa không? Dạ còn nhỏ con gái mà thấy em bệnh nó bắt đi. À, ai bắt đi? Bà nội nó bắt đi về Sài Gòn. Bà nội ruột á hả? Bà nội là chồng. Bà chồng em á. À bà và chồng. Hai đứa không có học. Rồi bà thấy em bệnh. Rồi cái đầu em vừa ngã xuống cái bà bắt con em đi. Bây giờ bà nói em câu bà... Dạ 8 tuổi. Bà sợ dính dáng vô khổ hay sao? Dạ. Bà nói giờ em bất lực rồi. Em không có khả năng nuôi con nữa. Bắt con gái em đi vậy. Trước đó là nó có làm gì không? Dạ nó đi bán cái số. Dạ. Ôi cha mượn cũng đi xin tiền nữa. Dạ từng đồng từng cắt như vậy. Dạ. Con trai qua đây con trai. Hôm nay rồi con lo cho mẹ là lo những cái gì chị? Cây chả rửa hương mẹ. Làm gì? Cây chả đút cơm mẹ con ăn. À thay tả. Dạ. Đút cơm cho mẹ con ăn. Cơm là con lấy từ đâu? Lấy cùng người. Là con xếp hàng phía dưới hả? Dạ đúng rồi. Là ngày nào cũng hai buổi như vậy? Dạ.
Rồi con cũng ăn cơm từ thiện luôn. Dạ. Rồi mà rồi mấy bữa chú hỏi này rồi, tiền ở đâu mà con xin ở đâu mà được vậy? Thì cha con. Người ta. Bé con không có con vậy, cha con là 100 vàng. À. Người ta cho con hay là con xin? Con xin vậy cha. Con nói như thế nào mà người ta cho có con? Có gì ơi, con bị không có con, không có gì ăn gì uống gì, con bên nhà gà con mua rút, con rút không? Con bị phỏng nước sôi, không có dạ. Tiền ăn tiền uống rồi dạ. Rồi con xin tiền mua thuốc cho... Cho mẹ, cho con uống. Cho con uống? Dạ. Thì con không nói cho mua cho mẹ? Con nói không? Không. À, là không có nói mua cho mẹ mà nói mua cho mình, đúng không? Tại là cũng khôn chứ nhiều lúc đa số là người lạ đúng không? Rồi người ta có cho con được nhiều không? Không, người mình có mấy trăm vàng rồi luôn. Ừ, cho là mấy trăm? Hai 100, 200 người mẹ con. Lúc con bị nước sôi, nó phỏng về có đau không? Dạ đau. Dạ. Trong cái, con bị đã lâu chưa? Đau 1 kỳ người thuốc. Rồi trước đó rồi con không bị rồi con xin bằng cách nào? Không, chứ luôn, con bị vậy rồi, không ai cho con. À lúc mà không bị không ai cho hết. Có chú cha trong cái rủi có mây mà không biết mây mấy mũi. Đó nè, quý vị. Rồi con cảm thấy đau không? Dạ. Con đau mà có khóc không? Ừ? Có. Con có ghé bác sĩ tha thuốc gì không? Có, kém chỉ con gứa vàng. Cho có lấy tiền không? Không. Nó cho miễn phí luôn hả? Dạ. Ai mà sang quá vậy? Con cảm ơn không? Có. Bữa nào cũng cho vậy hay sao? Dạ có. Ừ, cho thuốc vàng sức vô. Dạ. À, cái giò đi đứng được bình thường phải không? Dạ. Mấy bữa nè, con thay tã cho mẹ luôn hả? Dạ đúng rồi. Thay quần áo cho mẹ luôn. Dạ. Rồi con có sức đâu mà con bợ mẹ được con thay? Đi mẹ mẹ con còn đỡ chả ra người cũng ra con mẹ con. À. Con thấy nặng không? Dạ không. Chú hỏi nè, con ở tuổi thế này nè, con 12 tuổi đúng không? Con 13 rồi cứ. 13 hả? Là tuổi con gì? Con mèo. Con mèo? Dạ. Con mèo thì hỏi, ủa mèo, tuổi mèo là tuổi 12 chứ? Con, ừ 12 tuổi, đúng rồi. Tuổi mèo là 12 con. Dạ. Con thấy bạn bè con đi chơi con thích không? Thích không? Dạ không. Nhưng mà con có thấy thích như vậy không? Không thích hả? Bạn bè con đi học con thích, có thích không? Không. Con không thích gì hết. Chỉ thích ở đây lo cho mẹ thôi hả? Đúng rồi. Chị là ở đây lâu chưa chị? Mới 2 ngày hả? À, bé này là con gái nuôi hả? Dạ. Chị này bệnh nhân. Ôi, là bệnh nha. Bỏ nhìn nó này, tưởng da chính nằm ở sau. Con có thấy bé này thay đồ này tả là cho mẹ hả nó không? Dạ có. Dạ hả? Ồ. Đó là đa phòng. Đây là bé còn một bé nào bé qua đây bé, qua đây. Lúc nãy đi xuống gặp mới hỏi thăm. Thằng bé này á là nuôi mẹ nó. Còn bé này nè, con nuôi ai con? Dạ, con nuôi cha. Sao nó đảo ngược lại, sao không đổi nhau đi? Hả? Con nuôi cha hả? Dạ. Rồi cha con đâu? Cha con nằm phòng bên kia. Phòng bên kia, kế phòng bên kia? Dạ. Rồi sao không ai nuôi, sao lại là con nuôi? Dạ, mẹ về đi làm. Mẹ làm gì? Dạ, đồ mũ, ve chai á. Có nghĩa là sao? Dạ là mua ve chai. À, mua ve chai. Rồi sao mẹ con không ở đây nuôi mà đi mua? Dạ tại ở đây nuôi không có tiền đóng viện phí. Ồ, vậy là mẹ con phải đi mua ve chai này nọ, bán này nọ lấy tiền. Dạ. Đưa cho đây. Dạ. Nhà con anh chị em có không? Dạ có một anh mà anh có vợ rồi. Cho nên là nuôi vợ cho nên chứ không nuôi cha. Một anh mà có vợ rồi. Dạ. Có con. Chính thà nuôi vợ chứ không nuôi cha. Hả? Cha con có la không? Có trách gì không? Có biết dạ, gì không? Dạ, cha con biết nhưng mà nói chuyện không có hiểu. Không hiểu gì hết? Dạ. Là sao không hiểu? Ý là nói chuyện mình không có biết luôn. Giống như nói chuyện giống như người ta biến.
À, ông bị tai biến hả? Dạ. Ba con bị bệnh tai biến hay bệnh gì? Dạ, bệnh tai biến với sốt huyết não. Hôm nay cha con ở đây lâu chưa? Dạ được, con cũng không nhớ. Nửa tháng gì vậy? À, bây giờ hai đứa đổi nhau được không? Con không. Con nuôi mẹ ở đây. Chịu không? Không. Không hả? Sao vậy, sao con không nuôi? Nuôi mẹ con. Cha thà nuôi mẹ chứ không nuôi hàng xóm. À. Hôm qua có người lại nuôi phụ nhà kia. Dạ hả? Mẹ con nó khóc còn non nữa, cái nó kiểu mẹ. Dạ. À, để hỏi thăm hàng xóm một xíu nha. Cô ơi, cái hôm nay là cô ở đây lâu chưa? Lại đây cũng 6 ngày gì rồi mà thấy nó tội quá chú ơi. Dạ. Tội lắm, nó nuôi vệ sinh mẹ rồi thay tã mẹ, cái khi mà mẹ nằm đó rồi không được thay tã rồi xong rồi nó đỡ lên mình lấy tã mình lót tiếp nó. Dạ. Lấy tã lót tiếp mẹ nó vậy đó rồi nó đi chạy đi kiếm xin ngày kia nọ về cho mẹ ăn. Rồi có người lại như là bạn mẹ ngày xưa đó lại nuôi mà nó không chịu, nó khóc nó con nuôi mẹ con chứ con không ai cho ai nuôi mẹ con hết. Mà con nít gì là hay lắm thôi chứ mày, nít giờ lại giỏi lắm đó chứ phải giỏi đâu. Dạ. Yeah. Vệ sinh mẹ này kia nọ, nó theo lẽ có con gái là nó vệ sinh mẹ mới phải, còn con trai. Dạ. Yeah. Được tội lắm. Không mày rất là hiếm luôn đó, một cái trường hợp mà một người con trai đứa trai bé trai nuôi mẹ, để cho chú hỏi mẹ con một xíu coi. Dạ. Ừ. Cô ơi, con có đứa con trai như vậy á. Dạ. Thì cô thấy thế nào, cô thấy cái tự hào về nó không hay là? Dạ em rất thương nó. Ừ. Đôi khi em buồn em muốn tự sát em bỏ con em, mà em sợ con em bơ vơ. Chứ em về nhà mà con em lo em nữa. Mấy ngày nay em nghi quẩn. Em sợ con em sống cảnh bơ vơ lắm anh. Chị có nghĩ tới một ngày đó mình phải ra đi rồi con mình ở lại không? Dạ có anh. Em sợ lắm, con em nó khóc hoài. Nói mẹ cố gắng sống, mẹ làm hồ với con đi bán giấy số. Con dắt mẹ đi, con không cho mẹ đi làm hồ nữa. Nó khóc em hoài, nó sợ em bỏ nó lắm. Dạ. Con trai ngồi đây, con trai ngồi gần mẹ nè. Chú hỏi thiệt con nha, tâm sự con xíu, con có sợ lo mẹ con sẽ ra đi hay không? Con nghĩ nếu mẹ con ra đi thì sao? Con ghét mẹ con khóc. Giờ sức khỏe mẹ con không có đó. Rồi nếu mà trường hợp mà con không còn mẹ nữa là sao? Con sẽ làm gì? Mồ côi. Con mồ côi. Nhưng mà con sẽ đi làm cái gì? Không làm gì hết. Con sẽ đi ở với ai? Không có ai nuôi con không? Có mẹ nuôi con thôi. Có mẹ nuôi con thôi. Giờ mẹ con không đủ sức nuôi con nè. Nuôi mẹ con lại. Giờ con nuôi mẹ con lại. Yên tâm đi, nghe không? Mẹ con khỏe thôi. Nha. Không sao đâu. Con đối xử tốt với mẹ như vậy chắc chắn là ông trời sẽ thương, nghe không? Sẽ giúp mẹ con vượt qua, từ từ sẽ khỏe lại nha. Không vấn đề gì đâu. Ở đây có bác sĩ lo nữa. Nha. Ừ, không sao đâu. Tí nữa là con đi lấy cơm đúng không? Dạ. Ừ. Chú gửi trên này một tí quà nha. Dạ. Và một chút quà đây. Đây là của chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung gửi cho con 1 triệu này để lo cho mẹ nha. Dạ. Để có chút đỉnh quà thôi để mà lo cho mẹ trong cái lúc mà bệnh thế này đó hả. Ừ. Rồi con có lời nào nói với kênh nói tới cảm ơn cô Nhung cứu đỡ hai người nuôi con.
Ừ. Thôi, cố gắng thôi nha. Dạ. Nghe không? Một chút xíu quà thôi. Dạ. À, bé đây cho chú qua chú thăm cái bé kia xíu nha. Qua nhà bé kia cái. Bé gái. Dạ dạ dạ. Rồi giữ cho sức khỏe chị nha, không có việc gì đâu nha. Có gì em alo. Ừ. Cái trường hợp này là ngoài cái dự kiến của Trung á quý vị nha. Khi mà biết bé ở đông 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 này con, ở đâu trong này hả? Ờ. Dạ. Đó mình cũng nuôi ba đấy hả? Dạ. Chào anh. Anh là ba của ba bé này hả? Bé gái qua đây con qua đây. Hả? À. Con tên là gì? Dạ tươi. Tươi, tươi dạ. Xanh đó hả? Dạ. Còn ba con tên là gì? Dạ Quân. Quân hả? Dạ. À, anh Quân ơi cho em xin phép anh hỏi thăm một xíu nha. Ừ. Em ghi hình một chút xíu á. À, hôm nay là bé này nuôi anh hả? Dạ. Ba con là bị bệnh dạ sốt huyết não. Sốt huyết não hả? Chắc là ba con ít khi nói hả? Dạ nói chuyện không có được. Mình không có hiểu. Ừ. Nói chuyện không hiểu. Dạ. Rồi hôm nay là con ở đây là con nuôi ba bằng cách gì? Thường là con làm gì để nuôi ba con? Dạ xin cơm cho cha ăn với thay tã, thay quần. Dạ. Thay tã thay quần. Với tắm. À. Chứ tắm rửa cha nữa. Con tắm cha luôn hả? Dạ lau mình. À lau mình mẩy hả? Sức đâu mà là. Con còn đi học không? Dạ con nghỉ. Con nghỉ học lâu chưa? Dạ nghỉ năm lớp 8. Lớp 8. Năm nay con nhiêu tuổi rồi? Dạ 14. À. Vậy con mới nghỉ hay sao con? Dạ mới nghỉ được 2 tháng. Sao con nghỉ con không đi học nữa? Dạ nghỉ để nuôi cha. À vậy hả? Dạ. Ừ. Nghỉ để nuôi cha. Ôi trời ơi. Thấy cực chưa? Dạ. Ok thế thôi chú gửi con chút quà nha. Dạ. Ừ. Đây là trường hợp của bé này là mẹ phải đi bán ve chai đó quý vị để mà có tiền. À, chú gửi con một xíu nha. Chút quà 500 này của cô Nhung cô Nhung gửi nha. À. Rồi bây giờ tụi con xuống lấy cơm đúng không? Dạ. Ok đây xuống ở trong sẽ quay cảnh mà mấy bé đi lấy cơm cái gì nha. Ok. À. Đi xuống lấy cơm con đi, để xuống lấy cơm đấy. Anh Hòa ơi là ở đây nghe nói là mình sắp tới là cũng có làm xây dựng một cái bếp ăn từ thiện hả? Dạ đúng em. Hiện tại thì là bệnh viện đang kết hợp với chỗ sở y tế thì là xây cái bệnh viện ung bú cái bên thì sau lưng bệnh viện ung bú là sẽ có cái một cái bếp ăn từ thiện phía sau là cũng đang xây luôn. Cái đó là chuyên về ung bú luôn hả? Dạ đúng rồi. Là sau này những khoa mà ung bú là đưa hết vào đó. Nó là một cái bệnh viện ung bú riêng. À bệnh viện ung bú riêng. Dạ. Là trong bệnh viện nó sẽ làm một cái căng tin để mà bếp ăn từ thiện. Căng tin riêng và một cái bếp ăn từ thiện riêng nữa. À dạ. À đúng rồi. Đó là cái này là cái chương trình của ủy ban tỉnh. Rồi mình hiểu làm sao mình tách ra được không? Ví dụ như là căng tin thì ta bán cho người bình thường rồi. Đúng rồi. Còn đúng. Bếp ăn từ thiện là dành cho những người khó khăn. Đúng rồi. À, nhưng mà làm sao biết là được họ khó khăn hay là mình đang phát tâm từ thiện là dành cho những ai khó khăn tự động qua đó lấy cơm? Không có cái bếp ăn hoạt động là hoạt động theo cái gọi là cái quy chế của nơi đó, của bếp ăn thì là mỗi một cái kho phòng vậy đó. Những ca nào khổ, những ca nào khó khăn trên khoa xác định và trên gia khoa giới thiệu phải cho một cái phiếu xuống đó lãnh hàng ngày, lãnh theo cái lãnh theo phiếu. Theo phiếu. Rồi. Theo phiếu hết. Ồ rồi, như vậy ok hiểu rồi. Dạ. À. Rồi cái nguồn vận động mà để mà có được cái khoản hỗ trợ cho cái bếp ăn đó là từ đâu mình có ha? Cái nguồn đó là một á là từ là ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ hàng năm. Rồi nguồn thứ hai thì là do phòng công tác xã hội với hội chữ thập đỏ tỉnh, rồi hội chữ thập đỏ của bệnh viện nó sẽ vận động và hỗ trợ vô cho bếp ăn để mình duy trì hoạt động. À, vậy là nó thuộc về cái chính sách của nhà nước mình luôn hả? Đúng rồi, nó thuộc về bên nhà nước. Chính sách nhà nước. Ồ, rất hay nha. Dạ. Đây là lần đầu tiên nha, lần đầu tiên Trung biết đến rằng là một bệnh viện mà có chính sách nhà nước hỗ trợ về một bếp ăn từ thiện. Ừ. Trước đó là Trung đi rất là nhiều bệnh viện rồi, đa số thì những bếp ăn từ thiện là do những cái cá nhân tự thấy rằng là có nhiều người khổ quá rồi muốn lập cái bếp lên để giúp cho những bệnh nhân thôi. Đây là lần đầu tiên luôn đấy. Dạ. Trước mắt thì sẽ hỗ trợ là ủy ban với sở y tế sẽ hỗ trợ là một cái cơ sở trước cho mình, rồi sau đó là bệnh viện sẽ duy trì hoạt động đó. Thì sẽ tổ chức nấu nướng và duy trì hoạt động. Dự kiến là khi nào mình sẽ hoạt động ở đó Hòa? Dự kiến theo như mà kế hoạch đó thì là đầu 24 thì mình mới có được cái bếp ăn đó, thì khi đó thì mình mới lên kế hoạch được, mình mới bắt đầu vận động được.
Nó bắt đầu mới qua mình mới tổ chức thành một cái cuộc vận động người mình, bắt đầu mình sẽ nóng và duy trì. Chung vậy là cũng còn lâu quá vậy nha. Dạ. Ít ra một năm hơn nữa. Dạ. Thì 2024 thì học mới hoạt động, tức là bệnh viện hoạt động thì bếp ăn sẽ hoạt động. Dạ đúng. Rồi. Còn hiện tại thì tôi bên phòng tác hội của bệnh viện á, tụi em thì đang liên kết với một cái bếp ăn, đó là bếp ăn của hội chữ thập đỏ giùm tay nhân ái, nó có bảy mà. Hội chữ thập đỏ giùm tay nhân ái. À là bếp ăn đó. Đúng rồi. Nó sẽ trực thuộc là hội chữ thập đỏ tỉnh. Đó là một cái bếp ăn độc lập ở ngoài, mà sau đó là bên em thì là vận động này nọ, rồi cái là bàn giao gì bếp ăn sẽ nấu và phát hàng ngày ở đây. Mỗi một ngày thì mình phát là phát từ là 5-6 trăm suất, rồi giờ là chiều cũng làm xong một ngày là khoảng 1.200 suất. À có 1.200 suất. Khoảng 1.000 tới 1.200. Mà cái bếp ăn này là của bên Mạnh Thường Quân hỗ trợ hay là do bên? Đúng rồi, do cái hội đó. Là trực tiếp là nấu nướng và trực tiếp vận động, rồi bên đây em cũng sẽ vận động hỗ trợ tiếp. Dạ. Là do bên bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã có một sự kết hợp liên kết vận động với bên đó, và gọi là vận động cái gì, vận động ra để cho bếp ăn đó thường xuyên có những suất ăn. Dạ. Công việc này là nó đã làm bao lâu rồi? Hiện hoạt động từ tháng 3 22 tới nay. Tháng 3. Dạ, tính ra là cũng được 7-8 tháng đó. Dạ. Dạ quý vị, rồi cảm ơn Hòa nha. Dạ. Thưa quý vị, đây là những cái bệnh nhân nè tới đây để mà cô đợi cơm hay sao? Tôi đợi cơm mà tôi đi nằm bệnh viện, tôi được cái neo đơn là tôi khổ lắm, sống mình nên nuôi mình nên bệnh đó tại đây. Dạ rồi, cô đang đợi cơm luôn hả? Tôi sẽ đợi cơm xin ăn. Dạ. Không ai nuôi hết trơn á. Dạ rồi, một mình ở đây luôn. Mình nên một mình giữa ruộng luôn. Tôi đang ở bệnh viện hay sao? Tôi đang nằm bệnh viện mà tôi ra rồi xuất viện, bữa nay chỉ cần về rồi không có tiền mua cơm mua lại đây xin ăn. À xin ăn rồi đưa về. Dạ đặng về. À quay lại đây xin, chứ không là còn mai là hết còn cơm rồi. Ừ. Mai là về đúng không? Mai hết cơm luôn rồi. Ừ. Dạ. Vậy tôi về tôi sống cũng có tiền bạc gì lỡ sớm đều cho như từ thiện đều xuống lâu lâu cho lành. Cũng gạo đồ không à? Dạ. Chục ký gạo với tiền được vài trăm. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ cảm ơn. Ở đây cũng hai bé quá vậy nha, hai bé lúc nãy mà Chung có quay á, bé trai với bé gái. Dạ. Tội lắm, tại vì ở phòng nó sát là biết là nó nuôi mẹ nó mà tội luôn đó ha. Là nó khóc, tôi nói phải chi mà được đứa nào mà vệ sinh cho mẹ đó là con gái đi, không phải con trai đâu, mà nó ngồi vệ sinh cho mẹ rồi chùi đít gì mấy phòng kế bên mấy chú đi ra khỏi đi để con vệ sinh cho mẹ, để sợ người ta thấy mẹ, sợ người ta thấy giống như thật. Thấy tội nghiệp lắm, tội lắm, kệ đi cũng chạy nước nôi gì nửa đêm nửa hôm rồi mới ngủ kêu hiếu mà nó nít mà nó mê ngủ đâu phải người ta đâu. Dạ. Cũng tội. Bù lại nè, là nó nuôi mẹ, còn con bé là nuôi ba. À, hai đứa thay phiên nhau. Thay phiên nhau. Cùng phòng bây giờ làm bạn luôn hả? Là bạn luôn. Hai. Ai à, cùng chung cánh ngộ. Họ không về cho một phòng luôn. Cơm dắt nhau đi xin nước. Dạ. Dạ. Trong chưa. Dạ con ở Rạch Giá. Ở Rạch Giá mình nè. Dạ. Dạ dạ. Bữa nay mình để vậy là chúng xếp hàng á hả? Nếu mà chút. À quý vị nha. Bà con mình cũng làm theo thứ tự của ai tới thì giống như phần của ai. Chúng nên mình trút cơm vô này luôn hả? Dạ. Yeah. Tôi biết là 10:30 sẽ là phát của vậy nha. Bây giờ hiện tại đồng hồ của Trung là cũng gần 10:30 rồi. Đó, nó để một giá như vậy chúng mình xếp hàng đó. Thay vì mình đứng xếp hàng thì cái này cũng là có hay nha. Để cho bà con không phải bị nắng. Tới phần này là tới lấy. Wow, dài lên nước kia luôn kìa. Đó. Wow. Lên nước kia luôn. Đây là những cái việc từ thiện đơn giản nhưng rất là ý nghĩa quý vị nha. Lúc nãy bà con thấy là hũ này với không nè. Bây giờ xe về vô một cái là người nào cầm cái đó luôn. À, cô là bao nhiêu đây hả? Vậy chứ nhiều, ta có cho mình nhiều rồi chú. Dạ, mà sao có ai cái nồi dữ vậy? Thầy của em à. À, con kia hả? À, chắc là xin nhiều người quá. Cái này là bếp ăn là từ đâu ra cô hả? Đây là cái bếp ăn này của dòng tay nhân ái ở Minh Lương, 830 thị trấn Minh Lương. Còn những chị em tôi đây là nhân viên của bếp ăn cũ của bệnh viện Đa khoa Kiên Giang ngày xưa, là do cái bếp ăn của ông bà Trần Hồng Lợi sáng tạo và thành lập. Sau khi bệnh viện bàn giao qua cho tỉnh hội là năm 19 đến năm 21
là tỉnh hội là do bà Bùi Thị Hào nói rằng ủy ban đình lại cách ly theo chỉ thị 16 là 21 ngày sau khi đó sẽ mở bếp. Nhưng một năm nay rồi không có mở cái bếp. Mà tôi vô đây tôi thấy bệnh nhân nghèo, mà trong khi đó tôi cũng từng nuôi con tôi nghèo. Nuôi con cho bệnh nhân tới bán nhà bán cửa, tôi nhờ cái ân tình con bà Trần Hồng Lợi cho tá túc nuôi cơm ăn áo mặc, và cái ông giám đốc Đỏm ông miễn phí toàn bộ máu cho con tôi hết. Từ gan tình đó tôi mới biết rằng cái sự mà thèm khát một bữa cơm để dành lại tiền mua một cái tã cho con, một cái sữa cho con. Cho nên tôi mới chung tay với bé Băng chồng ta nhân ái đứng đây để phát cơm cho những người bệnh nhân nghèo ăn. Thường là cô vận động là lấy dù có ai có gì có đó thì cứ góp vô cô hả? Thí dụ cho cộng ga tôi lấy ga, cho miếng thịt tôi lấy miếng thịt. Nhưng mà tôi nói thiệt với cậu á, 10 á là tôi vận động được có 2 thôi. Còn 8 đó là do cái ông trưởng ban điều hành đó, Nguyễn Hữu Tính, ông vận động. Thưa quý vị nha, đây là những phần ăn mà được rất là chủ động nha. Ví dụ như là được để riêng xô như thế này rồi, ai bới nhiều bớt gì đó thì do mình đem nhiều đó chú ha. Dạ. Có đây là đầu cơm, xong qua kia là những thức ăn. Đó, rồi một người nuôi người bệnh, người nuôi người bệnh. Dạ nuôi người bệnh, đúng rồi, cả hai người. Mình chia sẻ. Đó. Chứ mình lo hết không nổi. Dạ đúng rồi. Mình chia sẻ để cho bệnh nhân nghèo. Dạ. Làm nhiều bới nhiều vậy, có những bệnh nhân ví dụ ăn nhiều thì bới nhiều, có nhiều người ăn không nổi thì bới ít cơ chú ha. Dạ đúng rồi. Đó. Bên kia có cá, bên kia có rau. Đó đồ ăn đây nha. Nhóc lấy được đồ cơm rồi kìa. Đây là cá này đó. Hai cá cơm. Cá với cơm này nhớ ngon chưa? Hai ba buổi. Dạ, cá cơm là buổi. Có hồng dịch xin được thịt thì mình to. Dạ. Còn có này là cái cô đó cổ mới cho cổ 15 cây thì mình phụ quá, cổ cho đêm hôm 2 giờ khuya. Dạ. Ở ngoài cảng đó rồi 2 giờ khuya đi lấy đem về làm để con lấy rồi hả? Bệnh nhân ăn. À. Rồi hai đứa về đi nha. Ơi, về cho mẹ với lại cho ba ăn đi. Giờ này cũng gần 11 giờ rồi. Đây bà con mình xếp hàng rất là trật tự nha. Mặc dù đông nhưng mà đâu đó cũng như là một cái tổ chức mà đã được quen thuộc từ trước rồi, nên bà con mình đâu đó là vô rất là khớp. Rồi ai nấy cũng đều có cơm. Cái này mình nghĩ thì không thể nào phân biệt được ai có đủ khả năng không hay là không đủ khả năng, bởi vì là ai cần thì lại cho thôi. Đó là trong một trong những cách mà những tấm lòng từ thiện luôn luôn hướng tới. Cái này để chia sẻ những ngày người ta đang thắt ngặt, chứ mình không lo đủ được đời sống cho người ta. Tại vì ở trong bệnh viện này chưa có cái bếp ăn, mà không có cho để lò để tự túc nấu nữa. Thành ra mình thấy như vậy thôi, mình chia sẻ được cái gì thì mình chia sẻ cái đó. Nó đúng ra là mình góp một cái công đức, mình lót đường mình đi. Dạ. Chứ không mình đang giúp được cái ngặt thôi cô ha. Dạ, giúp cái ngặt chứ tôi không giúp cái nghèo. Dạ đúng rồi. Tôi nói thẳng ra là tôi vận động để giúp những người đang thắt ngặt bệnh trong cái bệnh viện, người ta đang cần miếng cơm chia sẻ để người ta ấm no một ngày. Dạ. Còn nếu những người nghèo là tôi không vận động. Dạ. Để vận động là người nghèo là nó có chính sách xã hội rồi, có cái các nhà kêu bằng nước ngoài rồi, hoặc là chính quyền người ta lo rồi. Dạ. Còn mình là lo cái thắt ngặt thôi. Bây giờ chia được những người có miếng cơm ăn là mình vui rồi. Thường là những mạnh thường quân ta đóng góp bằng cái gì vô cô ha? À, mình xin cá ta cho cá, mình xin gà ta cho gà, mình xin thịt ta cho thịt. Nhưng mà nói thẳng ra nó là hồi ở bếp cũ người ta cho nhiều dữ lắm. Tại vì cái bếp cũ là người ta có cái bếp nằm tại trong bệnh viện. Dạ, còn bây giờ tụi tôi đi là không có cái bếp trong bệnh viện, thành ra cũng hơi có mắc lòng tin của mạnh thường quân. Nếu như người ta có cá, có thịt, có rau thì muốn góp cho cô hay là có gạo của cô thì có thể liên hệ đâu được cô ha? À, số 28 Nguyễn Thái Học. 28 Nguyễn Thái Học. Dạ, mở cái bị của ở Rạch Giá hả? Rạch Giá cô ha? Giá ở gần Thành Quỷ Kiên Giang á. Dạ. Dạ. Còn hoặc là 830 ở thị trấn Minh Lương.
là tụi tôi đó là nó 830 đường gì cô? Ngay cái Minh Lương, khu phố Minh Long. Khu phố Minh Long quý vị nha. Dạ. Dạ đây là có bà con đã đóng góp những gạo hay là rau củ quả gì đó cho cô để đóng góp cho nấu nhưng cho những bệnh nhân ở đây thì cứ liên hệ qua địa chỉ đó để cho cô có thể phát tâm, có thể nấu được nhiều suất hơn nữa quý vị nha. Khi tôi nhận hàng là tôi đều có sổ cảm tạ đàng hoàng, một cọng rau tôi cũng ghi là cảm tạ rau hay là một con cá tôi đây đây là gì? Cái giấy cái giấy cảm tạ đàng hoàng đây quý vị. Cô làm rất là rõ nha quý vị nha. Đây nè, đó nè, ta cho gạo, tôi ghi gạo ha, 300 ghi gạo rồi người ta cho cá mình, người ta cho gạo nè, rồi người ta cho gạo nữa nè. Cái này là người vô danh người ta cho, nhưng mà tôi vẫn ghi, người ta không lấy phiếu, người ta nói thôi tôi cho cô, nhưng mà mình phải ghi, tại vì cái này là người ta gửi mình nuôi bệnh nhân nghèo, phải không? Phải dạ, cho đúng mình rồi. Phải, người ta cho mình thì mình đúng rồi, mình không phải mình chung thì hay nói là để là mạnh quân không nói tên. Dạ rồi đây nè, đó như người ta cho dầu đường bột ngọt vẫn ghi đàng hoàng. Dạ ai cho gì là tôi phải tạ ơn người ta cái đó nè, gạo cho gạo ghi gạo, đường cho đường ghi đường bột ngọt đó. Dạ. Ai đóng cái gì đóng là mình cho, đóng góp dạ. Mình cho hết đó. Rất hay quá vậy nha. Nè anh ta cho thịt nè. Cung cấp từ những cái thực phẩm thế này thì đâu đó nó cũng có cái gì đó à. Nó cũng gọi là rõ ràng hơn nè, so với việc mà rồi đây là cái địa chỉ dạ. Nơi mà để tập trung cho. Đây thưa quý vị nha, có luôn cái số điện thoại của cô trên này luôn nè. Có luôn, rồi của ông trưởng ban điều hành để ban dòng. Ủa này là Mỹ luôn. Là sao cô? Là tên tôi đó, tên Quỳnh. À Mỹ. Cô Mỹ là số cô hả? Dạ, số tôi. Dạ. Số này của cái ông mà chữ hợp tập đỏ này là trưởng ban điều hành ở Minh La luôn. Dạ rồi, ok. À, đó là như vậy, nếu muốn liên lạc thì liên lạc theo cái số này. Dạ dạ ok. Dạ. Rồi gửi cho cô nha. Dạ. Thưa quý vị, đây là một trong những cái thông tin mà bà con mà muốn góp phát tâm thì cứ liên hệ đóng góp, đặc biệt là những gạo muối đường bột ngọt hay là dầu ăn đồ ăn gì đó thì cứ liên hệ qua. Bây giờ một ký gạo á tôi nhận được tôi cũng nhận cái ghi cái cảm tạ này đàng hoàng. Dạ. Rồi mỗi ngày thí dụ tôi nhận ai bao nhiêu, chứ thí dụ như bữa nay ngày 15 tôi nhận 300 ký cá thì tôi thể hiện ở đây 39 ký cá. Rồi trong khi 300 ký cá thì mình cắt đầu để cỡ còn 100 ngoài 200 thôi thì tôi phát nấu cho bệnh nhân, thì tôi làm phiếu sức nấu. À, nấu ví dụ một ngày bao nhiêu đường, bao nhiêu gạo, bao nhiêu cá, bao nhiêu thịt là có phiếu sức đàng hoàng luôn. Đó, rồi tới hàng tháng là tôi thống kê lên, thí dụ như tôi nhận được của Mạnh Thường Quân bao nhiêu, bằng giá trị bao nhiêu tiền. Còn phần lợi là của ông Nguyễn Hữu Tính không mua. Ông bỏ tiền cá nhân ra. Ông mua. Thường là thiếu là ông Tính ông sẽ bỏ ra cái ông bỏ tiền ra ông mua. Yeah. Đó, cho nên là cái khoản đó là tôi sẽ ghi là ông Nguyễn Hữu Tính ông mua. Còn cái phần Mạnh Thường Quân là mình ghi cái của Mạnh Thường Quân riêng. Đâu đó tôi làm đàng hoàng, có sổ thu tôi ghi đàng hoàng, có sổ theo dõi. Ví dụ bữa nay tôi xuất 10 ký gạo thì tôi ghi 10 ký gạo, tôi xuất 10 ký cá tôi ghi 10 ký cá, là đâu đó đàng hoàng hết. Dạ. Đó nó là như vậy. Dạ rồi, cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe nhiều nha, để lo cho bà con. Dạ nhiều lúc có những cái mà gọi mình phải chuyển qua rắc rối cho cô, qua cái họ thì gặp cái may. Dạ nói dằn năng là bức. Dạ rồi thưa quý vị, đến đây thì Trung xin khép lại video đây luôn nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm ủng hộ kênh Cao Trúc Trung Vlog thời gian vừa qua. Đặc biệt là cảm ơn những mạnh thường quân luôn luôn đồng hành với kênh Cao Trung Vlog để giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ Trung xin gửi lời chào tạm biệt tất cả luôn nha. Tạm biệt. Anh ơi có gì không anh?